Việt Nam Quốc, Hà Nội, thành phố Hoàn Kiếp, quận Ngọc Sơn đền, Nhị Linh, Nhị Tứ Liên, Bác Việt, Nhị Thập Nhật, họ Trần Việt Nam xin dâng tên. Đó là lời văn tế tại đền Ngọc Sơn nhân dịp lễ giỗ 724 năm anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, do nữ phó chủ tịch họ Trần Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Thị Minh Hiền thể hiện. Lời văn tha thiết, giọng trang nghiêm, sâu lắng, xúc động và đầy tôn kính, thể hiện lòng biết ơn đối với tổ tiên, tạo nên không khí linh thiêng trang trọng cho buổi lễ. Văn tế cũng kêu gọi sự đoàn kết và phát triển dòng họ, đồng thời truyền tải những tâm tư nguyện vọng của dòng họ, của cộng đồng tới các vị thánh được thờ tại đền Ngọc Sơn. Các bạn thân mến, sáng nay, ngày 20 tháng 9 năm 2024, nhằm ngày 18 tháng 8 năm Giáp Thìn, Ban chấp hành Hội Trần Việt Nam thành phố Hà Nội long trọng tổ chức lễ giỗ tưởng niệm 724 năm ngày mất anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Lễ dâng hương, đọc văn tế tại đền Ngọc Sơn được tổ chức trang trọng để tưởng nhớ tới công đức của người. Là người đứng đầu Ban chấp hành họ Trần Việt Nam, lãnh đạo mọi hoạt động họ Trần trên cả nước, do bận công việc không về dự lễ giỗ trực tiếp, anh hùng lao động nghệ nhân Trần Văn Sen, chủ tịch Ban chấp hành họ Trần Việt Nam cũng đã gửi lễ để dâng lên Đức Thánh Trần để tri ân công đức to lớn của người. Ông Trần Đình Nhâm, Phó Chủ tịch Ban chấp hành họ Trần Việt Nam, Chủ tịch Ban chấp hành họ Trần thành phố Hà Nội, bà Trần Thị Minh Hiền, Chánh Văn phòng họ Trần Việt Nam, Phó Chủ tịch Ban chấp hành họ Trần Việt Nam thành phố Hà Nội, trưởng Ban lễ hội, chỉ đạo tổ chức mọi công việc để thực hiện nghi lễ. Do ảnh hưởng từ hoàn lưu bão số 3, buổi dâng lễ Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn cùng các ngài Đức Thánh tại đền Ngọc Sơn hôm nay cũng rất đơn giản nhưng trang trọng, lành mạnh, tiết kiệm, đủ các nghi thức, thể hiện đúng sự chỉ đạo của chính phủ về các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm khắc phục hậu quả bão số 3 gây ra ở một số tỉnh thành của miền Bắc, trong đó có huyện Chương Mỹ, Quốc Oai và một số địa phương khác của thành phố Hà Nội cũng bị ảnh hưởng, đã gây thiệt hại không nhỏ về tài sản, cây trồng, vật nuôi, các hạ tầng kinh tế, xã hội, ảnh hưởng đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp, dịch vụ, v.v. Do đó, đại biểu về dự lễ giỗ có thường trực Ban chấp hành họ Trần Việt Nam thành phố Hà Nội, đại diện họ Trần Việt Nam đồng niên 1971, đại diện cộng đồng Tân Hội 1971 trên toàn quốc, đại biểu khách mời có đại diện họ Trần Việt Nam tỉnh Bắc Giang và bà con họ Trần một số phường, xã của thành phố Hà Nội. Với tấm lòng thành kính tới vị thánh của dân tộc, nhiều cá nhân tập thể đã gửi lễ để dâng lên ngài Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn trong buổi lễ trang trọng ngày hôm nay. Các bạn thân mến, Quốc công Tiết chế Trần Hưng Đạo, tên thật là Trần Quốc Tuấn, sinh năm 1228. Từ nhỏ, Trần Quốc Tuấn đã nổi tiếng là người có dung mạo khôi ngô, thông minh xuất chúng, thông kim bác cổ, văn võ song toàn, hội tụ đầy đủ, nhân nghĩa lễ trí tín. Qua bốn đời vua Trần, ông đều được trọng dụng để tiếng thơm lưu truyền hậu thế tôn vinh thờ phụng. Trần Hưng Đạo là hình tượng sáng ngời của lòng yêu nước, tinh thần cuột khởi đấu tranh giải phóng dân tộc. Dưới sự lãnh đạo tài tình của Trần Hưng Đạo, quân đội nhà Trần đã vượt qua nhiều khó khăn và thử thách, lấy ít địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh. Ba lần đánh thắng quân Nguyên Mông xâm lược hùng mạnh vào các năm 1258, 1285 và 1288. Ông đã mất vào ngày 20 tháng 8 năm Canh Tý 1300. Trời thu Hà Nội trên Hồ Gươm, những cơn gió nhẹ mang theo hương hoa sữa khiến người ta cảm thấy nhớ nhung Hà Nội vô cùng. Ánh nắng thu vàng rực rỡ phản chiếu mặt nước, làm cho Hồ Gươm như một bức tranh sống động. Người dân và du khách tản bộ quanh hồ, ngắm nhìn tháp rùa, cầu Thê Húc và nhiều hoạt động nhộn nhịp xung quanh. Và cũng từ bình minh trời thu Hà Nội hôm nay,
Ông Trần Đình Nhâm, Phó Chủ tịch Ban chấp hành Họ Trần Việt Nam, Chủ tịch Ban chấp hành Họ Trần Việt Nam thành phố Hà Nội, và Trần Thị Minh Hiền, Chánh Văn phòng Họ Trần Việt Nam, Phó Chủ tịch Ban chấp hành Họ Trần Việt Nam thành phố Hà Nội, trưởng Ban lễ hội, cũng đã chỉ đạo tổ chức mọi người chuẩn bị lễ vật rất thịnh soạn để dẫn, bao gồm lễ mặn, hoa quả, bánh kẹo, v.v. Việc làm thể hiện lòng thành kính tri ân đối với tổ tiên, thần linh và sự hiếu thảo, sự kết nối với các dân tộc, trị truyền thống của dân tộc Việt Nam từ bao đời nay. Đồng thời tượng trưng cho sự sung túc đầy đủ, sự ước mong về sức khỏe, bình an và hạnh phúc cho mọi gia đình, cộng đồng trên cả nước. Cùng nhau bày đặt dâng lễ như thế này còn là dịp để dòng họ được gắn kết, chia sẻ niềm vui và tình cảm, tạo nên sự hòa hợp và sự đoàn kết trong toàn xã hội. Buổi sáng ngày 18 tháng 8. Như thông lệ thì năm nay thì Ban Chủ tịch Việt Nam và Ban Chủ tịch Hà Nội, Ban lễ hội vẫn cứ tiếp tục làm như vậy. Nhưng vì tình hình lũ lụt cho nên mọi sự chuẩn bị về lễ hội, phần hội thì rất chu đáo. Nhưng mà phần hội sẽ không làm và chúng ta thực hiện cái phần lễ long trọng với đối tượng thì chỉ là các thành viên trong Ban chấp hành Họ Trần đến tham dự. Còn bà con ở các địa phương gần đây mà đến được thì tham lễ cùng, chứ không mở rộng. Để chúng ta thứ nhất là chấp hành cái chủ trương của thành phố. Cái thứ hai là về cái đề nghị ý kiến của cái ban quản lý đền. Thì ban cho chào hoạt động, chúng ta tiếp tục, chúng ta vẫn làm một phần lễ long trọng. Với vai trò là con cháu dòng họ Trần ở Mỏ Đông A, chúng tôi cùng đoàn Tân Hợi 1971 Họ Trần về để chúc lòng thành nhớ ngày để dâng lên ngài, rất là tôn vinh để ngài đã có công với tổ tiên, với đất nước. Và đây, màu đỏ tươi của cầu Thê Húc nổi bật giữa khung cảnh xanh mát của cây cối và mặt nước hồ mênh mông gần sóng. Bà con họ Trần Việt Nam thành phố Hà Nội đã trịnh trọng rước lễ vào đền. Dòng người lặng lẽ, những bước đi chậm chậm trong niềm tôn kính và tưởng nhớ công đức vị anh hùng dân tộc Việt Nam mang dòng máu họ Trần, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Những giây phút thiêng liêng được cùng nhau dâng lễ để tri ân công đức tổ tiên mình thật là tuyệt vời. Thế mới biết người Hà Nội thanh lịch và tâm huyết với dòng họ tha thiết. Hình ảnh bà con họ Trần Việt Nam thành phố Hà Nội rước lễ hòa quyện với khung cảnh Hồ Hoàn Kiếm tạo nên một bức tranh văn hóa thật tuyệt đẹp và sâu sắc, vừa trang nghiêm mà lại ấm áp tình người. Rước lễ vào trong đền, lãnh đạo họ Trần Việt Nam thành phố Hà Nội, bà Trần Kim Thanh và bà Trần Thị Minh Hiền, Phó Chủ tịch Ban chấp hành họ Trần Việt Nam thành phố Hà Nội, đã sắp xếp cẩn thận từng mâm lễ để tỏ lòng thành kính tới các bậc tiền nhân. Tại lễ giỗ, các đại biểu đã thành kính thắp nén tâm hương tưởng niệm Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với các bậc tiền nhân, không chỉ hướng lòng với Đức Thánh mà còn tưởng nhớ và biết ơn biết bao anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì sự nghiệp cách mạng, vì độc lập tự do của đất nước. Đây là hoạt động văn hóa có ý nghĩa thiết thực, góp phần bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc, là nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa của họ Trần nói riêng và cộng đồng của người Việt Nam nói chung rất cần được phát huy. Kim ngân lễ nghi cụ phạn, bà Trần Thị Minh Hiền. Tưởng nhớ anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, diễn văn tưởng niệm đã ôn lại những công lao to lớn, sự hy sinh cao cả của người, đồng thời nhắc nhở các hậu duệ luôn phải đoàn kết gắn bó thủy chung, thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.
con cháu họ Trần phấn đấu rèn luyện, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở mỗi khu dân cư. Trong diễn văn, ông Trần Đình Nhâm, Chủ tịch Ban chấp hành Họ Trần Việt Nam thành phố Hà Nội đã nhấn mạnh về tinh thần đoàn kết của dân tộc. Trong ngày giỗ được Thanh Trần hôm nay, chúng ta không chỉ đến đây để tưởng nhớ mà còn để gửi gắm lòng biết ơn sâu sắc nhất đến Ngài. Hơn bao giờ hết, chúng ta cần ghi nhớ những bài học từ cuộc đời của Ngài. Bài học về sự đoàn kết, lòng yêu nước và sự kiên định trước mọi khó khăn, chúng ta nguyện sẽ tiếp nối tinh thần của Đức Thánh Trần, không ngừng phấn đấu để bảo vệ và xây dựng đất nước để xứng đáng với sự hy sinh của các bậc tiền nhân. Trước bàn thờ linh thiêng này, chúng ta xin cầu nguyện cho Đức Thánh Trần tiếp tục dõi theo và ủng hộ cho dân tộc Việt, cho quốc thái dân an, gia đạo bình an, để chúng ta mãi mãi sống trong hòa bình và thịnh vượng. Ghi nhớ công ơn của người anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, văn tế của nữ phó chủ tịch họ Trần Việt Nam thành phố Hà Nội làm chủ lễ không chỉ nêu bật về mặt quân sự, về di sản văn hóa và tư tưởng, trong đó có hịch tướng sĩ kêu gọi lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết của nhân dân. Anh hùng dân tộc Trần Quốc Tuấn là biểu tượng cho tinh thần bất khuất, kiên cường của dân tộc. Vì thế văn tế còn là tình cảm và lòng biết ơn dành cho anh hùng dân tộc Trần Quốc Tuấn. Những lời hứa của bà con họ Trần về sự thủy chung, về đoàn kết, tình yêu thương trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Nhất là trong khi một số địa phương đang khắc phục những ảnh hưởng nặng nề do hoàn lưu bão số 3. Văn tế còn kêu gọi sự chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh đã bị ảnh hưởng lũ lụt. Đồng thời nguyện cầu ơn Đức Thánh Trần che chở, cầu cho chúng sinh vượt qua gian khó, để tình nghĩa đồng bào, tình nghĩa dòng họ luôn bền vững như núi Thái Sơn. Lễ dâng hương tưởng niệm Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn là hoạt động văn hóa có ý nghĩa thiết thực, góp phần bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, là nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng của người dân thủ đô, biểu hiện ước vọng tình cảm và truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc Việt Nam. Với cái vai trò là trưởng ban lễ hội Ban chấp hành thành phố Hà Nội, tôi xin gửi lời cảm ơn tới các quý vị đại biểu, khách quý đã về dự lễ giỗ Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn nhân dịp kỷ niệm 724 năm. Chúc các quý vị đại biểu luôn luôn mạnh khỏe, nhiều niềm vui, hạnh phúc, bình an. Các bạn thân mến, nắng đẹp mùa thu giữa lòng thủ đô Hà Nội hôm nay tại đền Ngọc Sơn, nhằm ngày 18 tháng 8 năm Giáp Thìn, tức ngày 20 tháng 9 năm 2024. Lễ vật kim ngân đã được chuẩn bị chu đáo, trang trọng. Ban lễ hội Họ Trần Việt Nam thành phố Hà Nội cùng đoàn đại biểu đã thành kính dâng lên Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn để cầu cho quốc thái dân an, thiên hạ thái bình. Với sự công sức chuẩn bị chu đáo của ban chấp hành và nghi lễ thịnh soạn đã để lại nhiều cảm xúc trong lòng bà con họ Trần thủ đô. Lễ hội Trần Hà Nội thật sự hôm nay là ngày giỗ tổ, chúng tôi rất phấn khởi, rất là làm lễ hiện tại tuyệt vời luôn, không biết nói gì hơn, chỉ là tuyệt vời. Tổ chức lễ họ Trần thì mình thấy vui và câu tổ chức là tốt. Nhất là bạn Trần Thanh Hiền, phó chủ tịch của họ Trần Việt Nam. Họ Trần 71 chúng mình thì cũng thấy phấn khởi, vui, vẻ, hòa đồng. Rất nói chung là rất là tuyệt vời. Tình cảm và lòng biết ơn dành cho anh hùng dân tộc Trần Quốc Tuấn vẫn luôn được giữ gìn mãi mãi và phát huy trong tâm thức người Việt Nam nói chung và con cháu họ Trần nói riêng. Và phần cuối, xin được trân trọng giới thiệu toàn văn tế do nữ phó chủ tịch Ban chấp hành Họ Trần Việt Nam thành phố Hà Nội, Trần Thị Minh Hiền làm chủ lễ, trình tấu. Họ Trần Việt Nam xin dâng tế.
kính lạy Đức Thánh Trần Hưng Đạo Đại Vương, người là vị tướng tài năng, là người con ưu tú của đất nước, người đã hiến dâng cuộc đời cho dân tộc Việt Nam, là chỗ dựa tinh thần cho muôn dân, là biểu tượng của trung kiên và lòng yêu nước. Người đã lãnh đạo quân dân đẩy lùi giặc Nguyên Mông xâm lược, ba lần chống giặc, ba lần chiến thắng, bảo vệ quê hương bờ cõi. Người đã giúp đất nước thoát khỏi cảnh chiến tranh, cho dân chúng được sống trong yên bình. Ngày ấy khi giặc đến như bão táp quần quật, người đã đứng lên chỉ huy, dùng mưu trí và lòng dũng cảm, trận Bạch Đằng sông chảy xiết quấn ly thuyền giặc, trận Trương Dương lửa đốt cháy quân thù. Nhờ công lao của người, giặc phải tháo chạy, dân chúng được sống trong cảnh an vui, nhà cửa yên bình, ấm no hạnh phúc. Không chỉ giỏi việc tinh đao, người còn thương dân như con, biết chiêu mộ hiến tài, trọng dụng người có trí. Người đã biến người nông dân thành những chiến binh của A Cảng. Người dạy dân yêu nước, bảo vệ quê hương bằng cả đất lòng, góp phần giữ cho đất nước được hòa bình, ấm no, thịnh vượng. Hôm nay ngày giỗ Đức Thánh Trần, họ Trần chúng con tụ họp về đây, thành tâm dâng lên hương hoa tưởng nhớ công ơn người, xin ghi nhớ công lao to lớn đời đời ghi tạc. Kính xin Đức Thánh Trần lên thiêng phù hộ cho đất nước Việt Nam luôn được bình yên, cho mọi người trên thế giới sống trong hòa bình, giúp dân chúng vượt qua khó khăn, khôi phục cuộc sống sau cơn bão lũ, để nhà nhà đều được ấm no hạnh phúc. Cơn bão lũ vừa qua, bao người mất mát, đau thương tan tóc, chúng con cầu xin Đức Thánh Trần che chở, giúp đồng bào chúng con vững lòng vượt qua gian khó, cùng nhau xây dựng lại cuộc sống mới tươi sáng hơn, giàu đẹp hơn. Nguyện xin cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cho nhân dân an cư lạc nghiệp, cho cháu con họ Trần biết đoàn kết, thương yêu nhau, nói với người giữ gìn đất nước, bảo vệ cõi bờ, dùng sức lực trí tuệ để xây dựng Việt Nam ngày càng văn minh giàu đẹp. Họ Trần chúng con dâng lòng thành kính, xin người soi xét phù hộ cho lời nguyện cầu, để dân tộc Việt Nam mãi mãi hạnh phúc thịnh vượng, cho đất nước trường tồn và ngày càng vững vững mạnh. Đồng khấu bách tái cung ghi hướng. Thank you.